Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông bà Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung, Nguyễn Duy Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 5 và bế mạc vào ngày 17 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác, đồng thời tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác. Qua theo dõi các kỳ họp Quốc hội vừa qua, cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu và chất lượng của các kỳ họp, nhất là việc thông qua một số luật. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến nhiều vấn đề phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Sau khi dịch Covid-19 và diễn biến của thời tiết, rồi cộng với lại việc là vừa rồi giá xăng dầu tăng đột biến, tăng thì nhiều giảm ít, cho nên đợt nào cũng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cho nên đề nghị Quốc hội của Chính phủ là có cái quan tâm này. Cái quan tâm nữa là nghị quyết của Quốc hội năm 2016 là điều chỉnh một số đơn vị hành chính của quận huyện xã. Nhưng mà vừa qua 5 năm thực hiện thì chúng ta mới điều chỉnh được là 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 563 đơn vị hành chính cấp xã. Thì như vậy đến bây giờ là dừng lại. Thì như vậy cũng thấy là hiện nay mà nói là cái đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo tiêu chí mới là chưa đảm bảo, thì cần phải có cái điều chỉnh tiếp. Cử tri rất phấn khởi thì chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng cái hậu quả của 2 năm vừa qua nó để lại là rất lớn cho chúng ta, cho xã hội nói chung. Thế do đó mà cái lo lắng hiện nay là phải tập trung giải quyết cái hậu Covid-19 này như thế nào. Thì đây là sự rất là cần thiết. Do đó mà đề nghị là Trung ương, Chính phủ phải có những cái chỉ đạo rất căn cơ để giải quyết. Bởi vì nó tác động ở đây là tác động về sức khỏe, tác động tiêu cực tức là về công an việc làm. Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề xử lý các vụ việc tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điều hành hiệu quả ngân sách nhà nước. Đồng thời kỳ vọng tại kỳ họp sắp tới, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.